một đống vô nghĩa. Hoàng gia Lạc Dương với hơn 1.200 người, hầu như các người đều uống máu lưỡi gà, nếu ai đã uống thì đều nuôi được cổ độc. Ngươi muốn tàn sát Vương gia, tiêu diệt đường gia của ta sao? Địch Nhân Kiệt suy đoán rằng kẻ xấu đang có ý đó, để thuyết phục Võ Tắc Thiên rằng những gì anh ấy nói là đúng. Địch Nhân Kiệt đề nghị tìm một quân đại thần có thể uống máu lưỡi gà để biết được. Thế là đã triệu tập một vị đại thần tên Đinh Viễn Đại ngay trong đêm. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử Đinh Viễn Đại lần này đã sống đúng với sự mong đợi của hai người, quả thực là tiền đồ con rộng mở rồi. Nghe nói là để hoàng thượng thử thuốc, Đinh Đại Viễn vui mừng khôn xiết và cảm thấy rằng cơ hội đã đến. Bất chấp cái mũi phải ngửi những mùi hôi hắc, nhưng ông ấy vẫn một hơi uống hết. Kết quả là sau khi uống xong, Địch Nhân Kiệt mới nói ra sự thật. Đây là nước tiểu của cậu bé lấy từ khu quản sự. Nước tiểu thái giám? Đùa giỡn sao? Người bắt đại thần của ta uống nước tiểu? Võ Tắc Thiên đã vô cùng tức giận sau khi nghe vậy. Thấy thế, người được giới thiệu Uất Trì Chân Kim ở bên cạnh cũng dùng mình. Địch Nhân Kiệt nói tiếp, đây là đơn thuốc do Ngự Y Vương Phổ kê cho, nó sẽ có hiệu lực sau một canh giờ. Võ Tắc Thiên nghe vậy liền đợi thêm một canh giờ nữa. Nếu Đinh Đại Viễn đến khi ấy không có phản ứng gì, thì ngay lập tức sẽ hành quyết đối với Địch Nhân Kiệt. Tuy nhiên, sau một giờ, Đinh Đại Viễn vẫn không có phản ứng gì. Chỉ ngay sau đó, Địch Nhân Kiệt đã bị đưa đến bãi hành quyết. Chỉ thấy Sa Đà và Duệ Cơ mang lá bùa của Ngự Y Vương Phổ tới, để Võ Tắc Thiên đợi thêm một canh giờ rưỡi nữa. Tới khi ấy nhất định thuốc sẽ phát huy tác dụng, nhưng người đã nói là làm như Võ Tắc Thiên sẽ không cho một chút cơ hội nào. Ngay lập tức ra lệnh xử tử Địch Nhân Kiệt. Đúng lúc này, thái giám đến báo tin trong cung, đột nhiên vang lên tiếng chống mưa. Uất Trì Chân Kim ra lệnh đánh chống mưa. Nhất định là có sự thay đổi trong cung điện. Nhân cơ hội ngàn cân treo sợi tóc, Địch Nhân Kiệt có thể giữ được mạng của một con cẩu đầu. Lúc này chỉ thấy trong miệng Đinh Viễn Đại liên tục bò ra vô số những con cẩu trùng. Lúc này Võ Tắc Thiên cuối cùng cũng tin, sau đó ra lệnh cho các quan tiểu thái giám trong khu quản sự ngay lập tức làm thêm giờ để làm thuốc giải độc. Uống đi, uống tiếp, tiếp tục uống. Cuối cùng các triều thần được triệu tập tới triều đường, ban cho nước tiểu của những con chim mới lấy từ đêm qua. Địch Nhân Kiệt đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng ở đại đường. Đường Cao Tông và Lý Chỉ đã khen ngợi Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt nói mặc dù chất độc đã được giải, nhưng thủ lĩnh của quân đạo tặc tên Hoắc Nghị vẫn nhởn như ngoài kia. Võ Tắc Thiên ngay lập tức bổ nhiệm Địch Nhân Kiệt khâm sai đại thần, chuyên về việc phá án cho Long Vương. Uất Trì Chân Kim vừa nghe liền cảm thấy Địch Nhân Kiệt vừa tới Lạc Dương chưa được 10 ngày về trước đã nhanh chóng trở thành thượng cấp đứng đầu của mình, trong lòng liền bồn chồn tức tối, đứng ngồi không yên. Không ngờ rằng Võ Tắc Thiên cũng để Uất Trì Chân Kim thống lĩnh Miếu Đại Lý và Kim Ngô Vệ, nghe theo sự sắp xếp của Địch Nhân Kiệt để phối hợp xử lý vụ việc. Sau khi Địch Nhân Kiệt bước ra, Uất Trì Chân Kim sắp tức như con cóc phình mặt ra rồi. Cuối cùng Địch Nhân Kiệt nói, chúc mừng hắn ta sắp tìm ra hồn ma bên trong Miếu Đại Lý. Chỉ nghe xong liền biết rằng Địch Nhân Kiệt đang có ý đồ, cả hai đã sẵn sàng làm việc cùng nhau để tìm ra hồn ma bên trong đó. Về đến miếu, Địch Nhân Kiệt trở thành tổng chỉ huy chiến dịch. Miếu Đại Lý được chia thành 8 tuyến đường và hợp nhất với Kim Ngô Vệ. Cuộc truy lùng toàn thành dành cho người dân đông đảo. Kết quả là hắn ta cố tình trì hoãn hành động trước khi xuất phát, mục đích là để các hồn ma đi mách nước. Kết quả là hồn ma bên trong này đã ra khỏi Miếu Đại Lý và bị Uất Trì đang canh gác ngoài cửa bắt được. Không ngờ người này lại là Thừa Ân, người canh gác Miếu Đại Lý. Thừa Ân cho biết mình đã làm việc cho triều đình hơn 10 năm. Anh ấy luôn có tham vọng vì anh ấy sinh ra đã nghèo. Người dân đông đảo hứa sẽ trao cho anh một danh hiệu sau khi sự việc hoàn thành. Vừa dứt lời, hồn ma đã đánh đòn phủ đầu. Uất Trì Chân Kim sớm đã chuẩn bị một con dao để chặn nó. Thừa Ân biết rằng mình không phải là đối thủ của Uất Trì Chân Kim, thế là đã vừa đánh vừa rút lui, sau đó lao ra bến tàu trước để báo cho đồng bọn rút lui, rồi triệu hồi Ngao Hoàng trông giống như những con cá đuối bị đột biến. Chỉ thấy chúng với một cái miệng đầy máu, một cơn lốc ngay lập tức hình thành và hút con thuyền. Uất Trì bay lên trên, sau đó Ngao Hoàng vung đuôi, con thuyền vụn nát thành nhiều mảnh. Địch Nhân Kiệt lúc này kìm cương ngựa lại, kết quả là Ngao Hoàng cuộn cả người và ngựa lên trời chỉ bằng cái vẫy đuôi của mình. Sau đó hắn thực hiện màn đón thức ăn trên không cho ba người này xem, sau đó nó đã biến mất tăm. Hóa ra đây là cách nuôi dạy của người đông đảo. Quái vật khổng lồ từng tấn công hải quân đường, có vẻ như muốn bắt Hoắc Nghị và đưa ra trước công lý, thì bọn họ phải đi đến đảo con rơi, và lại cần phải giải quyết con Ngao Hoàng chỉ biết gây rắc rối đó. Đến tối, Hoắc Nghị ra lệnh cho người đốt phá chứng cứ chuẩn bị rút lui. Không ngờ Uất Trì Chân Kim lại đột ngột xuất hiện vào lúc này. Họ cố tình rút lui vào ban ngày để làm Hoắc Nghị bối rối. Rồi sau khi màn đêm buông xuống, hồn ma bất giác đáp xuống hòn đảo. Bây giờ người dân Miếu Đại Lý đã bao vây đảo rơi. Lúc này, nội ma Thừa Ân nói với Hoắc Nghị, bộ rear map đó đã khiến Địch Nhân Kiệt nhìn ra, ngươi chính là kẻ căm ghét thần chết Địch Nhân Kiệt. Uất Trì Chân Kim, lần trước đã giao đấu với ngươi, ta đã nhìn ra ngươi khó mà trở thành vật báu, xem ra Địch Nhân Kiệt sẽ sớm thay thế ngươi thôi. Tuy nhiên, Địch Nhân Kiên không bị chọc giận bởi những lời lẽ đó, sau đó lại hỏi hắn ta tại sao lại thực hiện một kế hoạch thâm độc như vậy để tiêu diệt đất nước. Hoắc Nghị nói rằng Địch Nhân Kiệt rất thông minh, tại sao ngươi không hỏi hắn ta. Sau đó Địch Nhân Kiệt bày tỏ suy đoán của mình,
Gia Đại Đường và Phù Dư Quốc đã chiến đấu nhiều năm trên biển. Còn Đông Đảo lại bị kẹt giữa hai quốc gia, nằm không cũng trúng đạn, từ đó khiến cho họ trở thành người vô gia cư và phải di rời. Nghe xong, Địch Nhân Kiệt suy luận, Hoắc Nghị không khỏi thở dài. Địch Nhân Kiệt: tiếc rằng chúng ta là kẻ thù của nhau, có được sự trợ giúp của ngươi, ta nhất định phải chiếm được thiên hạ. Không nói nhiều nữa, sau đó hắn ta lao thẳng về phía Địch Nhân Kiệt. Uất Trì Chân Kim là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của Đại Đường, nên đã nhanh chóng làm ngay phần việc của mình và tiến lên đối đầu với Hoắc Nghị. Khi cả hai xuất hiện, đó là một tập hợp các tuyệt chiêu. Một cây gậy đầu rồng so với hai con dao đường của Uất Trì Chân Kim. Ta hỏi cây gậy này làm bằng vật liệu gì? Con dao đường cậu Uất Trì Chân Kim không chỉ làm bằng thép cứng, mà nó còn có thể nghiền nát đá. Thấy vậy, Thừa Ân ý thức được không thể đứng một bên xem vở kịch này được, liền lập tức lao tới phía Địch Nhân Kiệt. Quả nhiên là Địch Nhân Kiệt đã bị đánh gục trong một vài cú đánh. Sa Đà đến cứu giúp Địch Nhân Kiệt, ra hiệu cho rằng hãy đánh trả bằng bông hoa độc bên cạnh. Địch Nhân Kiệt ngay lập tức hiểu ra, nhặt một bông hoa độc và ném nó vào con ma ở phía trong. May mà vừa mới cho uống một ngụm thuốc độc. Sau đó Thừa Ân vội vàng về nhà đi câu cá. Còn bên này, Uất Trì đã bị Hoắc Nghị nhảy từ trên cao xuống đâm trúng. Sau đó nhân cơ hội ném ra hai con dao đường ra, một dài và một ngắn, rồi rút con dao ở thắt lưng ra. Hoắc Nghị nhảy khỏi vách núi mất tích. Uất Trì dự đoán rằng bên dưới phải có một nơi ẩn nấp khác, bất chấp nguy hiểm và dẫn người đuổi theo xuống dưới. Nhìn xuống dưới chỉ thấy tối đen như mực. Lúc này Hoắc Nghị đang trốn trong bóng tối, đang đeo chuỗi xích thư, móng vuốt bằng thép trên bàn tay và bàn chân, bò tự do trên vách đá như tắc kè. Sau đó một cuộc tấn công bất ngờ cắt đứt dây leo của một người. Uất Trì và ba người khác trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng hét. Sau đó Hoắc Nghị đột nhiên lao về phía Sa Đà. Địch Nhân Kiệt đã giữ Sa Đà giữa hai chân của mình và để Sa Đà buông tay ra. Thấy móng vuốt thép của Hoắc Nghị liên tục phát ra tia lửa, cuối cùng cũng đã dừng lại. Sau đó hắn ta phát động một cuộc tấn công bất ngờ Uất Trì Chân Kim. Uất Trì phản ứng nhanh và tránh kịp thời, dùng đao chém Hoắc Nghị thì mới phát hiện ra hắn ta đang chuỗi xích. Địch Nhân Kiệt nhân cơ hội ném huỳnh hỏa trùng, kết quả là bị Hoắc Nghị tránh được. Sau đó hắn đã bị Uất Trì bắt được. Lúc này Hoắc Nghị đã không còn nơi nào trốn thoát. Sau một cuộc chiến khó khăn, Địch Nhân Kiệt ôm chặt Hoắc Nghị không cho hắn ta chạy thoát. Uất Trì tận dụng cơ hội này để đu dây, quấn quanh tay hắn ta để hắn không thể di chuyển được. Sau đó nhảy xuống, dùng sợi tơ vàng siết cổ Hoắc Nghị, cuối cùng đã trừng phạt hắn thành công. Tuy nhiên, trên đường trở về cuối cùng họ cũng gặp được Nga Hoàng. Tới gần nhìn thì phát hiện một chiếc tàu chiến đã bị đánh úp. Mọi người lần lượt rơi xuống nước, đó là khi họ thực sự nhìn thấy con quái vật lần đầu tiên. Sau đó, một tàu chiến khác bị lật và bị bẻ đôi. Còn Địch Nhân Kiệt thì suýt chết đuối. May mà Uất Trì đã chuẩn bị cho Địch Nhân Kiệt một con ngựa giỏi đi trong nước, mới có thể cứu được mạng sống của Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt liều lĩnh chạy trên ngựa, ngay khi Ngao Hoàng mở cái miệng khổng lồ để đuổi theo Địch Nhân Kiệt. Sa Đà phất cờ đúng lúc ra lệnh cho mọi người ném mồi độc, ném thẳng vào mồm Ngao Hoàng không lệch phát nào. Dự đoán những con cá này không đủ để dính vào giữa hai hàm răng của nó. Uất Trì đã nhảy lên không trung, nhân cơ hội bắn vào ánh mắt sáng ngời của Ngao Hoàng. Con quái vật cảm nhận thấy có chất độc liền tức giận đùng đùng, bám vào thân tàu cố gắng kéo nó xuống nước. Nó thề rằng rồi một ngày nó sẽ trở lại. Ngay lúc này độc tính cuối cùng cũng phát tác, tiêu diệt thành công thủy quái khổng lồ. Cả hai trở lại cuộc sống bình thường của họ với tin tức chiến thắng. Hoàng đế khen ngợi Địch Nhân Kiệt vì đã phá án thành công. Đây là chùy kháng lũng, món quà của quá phụ tặng ngươi. Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi cái ác, trở thành người lương thiện bảo vệ đất nước, thiên hạ chi pháp xứng, trở về gia đình hoàng gia quá bụa. Nếu có những kẻ gây rắc rối cho xã hội, ngươi cũng có thể dùng nó để trừng trị.